Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của Phụng. Ngày đầu tiên thì Phụng xin chúc tất cả các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hôm nay thì Phụng có mua một cái thùng đồ ăn, thì hôm nay nó vừa đến, Phụng sẽ vui để review cho mọi người xem cái gì bên trong nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở ra đây. Cái tương cái này của cái chỗ đòn chả ốc này nó rất là ngon nè các bạn. Để coi là bên trong cái gì nha. Ok, mình sẽ mở ra. Phụng mua ở chỗ này thì cũng dài lần lòi rồi, ăn thì nó rất là ngon ha. Đó, cái chỗ này thì từ một tiểu bang khác nha các bạn. Đó, bên trong ha, mở ra thì đây là một cái tên chỗ mà Phụng mua nè. Cái này Phụng mua cái này là chả ốc mà nè các bạn. Đó, rồi mình sẽ đi vào bên trong. Ok, bây giờ mình sẽ cua nha. Họ bao bì rất là kỹ ha các bạn. Đó, bao bì rất là kỹ luôn. Bên đây cái này là nó giữ lạnh được lâu á các bạn. Cái này là cái bịch đá để họ giữ lạnh nha các bạn. Xong rồi thì đây là cái chả ốc mà mình mua nè các bạn. Bên trong chả ốc ha. Đó, cái này là chả ốc. Rồi thì cũng có mua cái này là cái bịch thịt nướng đó các bạn. Đó. Còn đây là nem nướng ha. Thì cái này một tí xíu nữa Phụng sẽ nấu với lại bún riêu á, mình sẽ ăn với cái này ha các bạn. Ở Phụng thì ăn cái chỗ này rất là nhiều lần, cái này đó Phụng mua tổng cộng hết gần 50 cái, cái này 45 cái. Cái cây này thì 3 đô rưỡi thì khoảng là như ta khoảng 100 ngàn một cây á các bạn. Ai ở Mỹ thì mua cái này ăn nha, rất là ngon luôn. Phụng ăn rất là nhiều chỗ nhưng mà chỗ này là Phụng ăn là một là ghiền luôn các bạn. Đó, nó ghi là đòn chả ốc ha. Đó, các bạn mua, các bạn ai ở Mỹ thì thử cái này ăn đi nha, rất là ngon nha các bạn. Ok, Phụng review một chút, còn bây giờ thì Phụng sẽ đi nấu bún riêu nè. Một hồi nữa, tí nữa lên ăn với cái này nha các bạn. Rồi, Phụng sẽ cắt ra ăn thử luôn nha. Ok, Phụng sẽ cắt ra một miếng bún riêu quay. Sẽ cắt ra ăn thử luôn. Bỏ ra ngoài lên đây. Đó. Cái này thì ăn từ từ các bạn, mua bỏ để bên trong tủ lạnh á. Rồi ăn từ từ, chỗ này có cái bò lá lốt nữa nè các bạn. Quên, cũng có mua cái này nữa nè. Cái này là chạo tôm nữa nè các bạn. Đó. Chắc là phải ăn mấy ngày rồi đó các bạn à. Quá trời luôn ha. Rất là nhiều. Rất là nhiều luôn đó. Một mâm là ăn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ cắt ra thử. Cắt ra ăn thử một cái ha. Cắt ra cái này nha. Bên trong nó rất là ngon luôn. Phụng ăn rất là nhiều chỗ mà ăn chỗ này là ghiền, ăn chỗ này rồi không ăn được chỗ khác nữa các bạn.
cái chả ốc này thì mình ăn loại được với tất cả ha, ăn với bún riêu, mình nấu bún riêu, bún tất cả các loại bún rồi mình bỏ vào, rồi hay là mình cuốn mình ăn với bún á, đó mời các bạn cùng ăn nha, rất là ngon, thơm, béo, bên trong có ốc nữa, rất là ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nhé. Còn bây giờ thì con xin dừng tạm biệt. Mommy. Yeah. I think this okay. is called, Mommy. Is this called? Okay, Mommy will hit back for you. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Còn bây giờ thì cũng xin chào tạm biệt. Mình sẽ đi đi nấu bún riêu để ăn với cái này nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau nha. Xin chào cả nhà thân yêu. Bây giờ thì Phụng sẽ nấu bún riêu để đi ăn với lại cái ốc lúc nãy mà Phụng mua ha. Thì là Phụng có tôm, có chân heo, có thịt bằm, tỏi và củ hành. Bây giờ thì mình bắt đầu đi làm nha các bạn. Còn đây là bịch bún tươi đó các bạn. Đó. Đầu tiên thì Phụng sẽ nấu nước sôi lên, mình luộc bún trước ha. Bún đó thì cũng rất là dễ thôi. Rồi xong Phụng cũng bắt nồi nước lên, Phụng luộc cái thịt này qua để cho nó cái dơ, chất dơ của nó ra đó các bạn. Rồi thì sau khi mình luộc xong rồi, mình cho một nồi nước sạch lên. Rồi Phụng sẽ bỏ những cái chân heo, giò heo vào đây, mình nấu cho nó khi nó mềm ha. Bún thì Phụng luộc đã xong rồi, thì bây giờ sẽ đổ ra rổ để cho nó khô. Ở bên đây thì chỉ có loại bún tươi này thôi các bạn, chứ nó không có như Việt Nam ha. Đây là thịt bằm, Phụng sẽ cho một muỗng bột ngọt cà no, một muỗng bột ngọt, một muỗng cà phê nhỏ đường, và cho hành tỏi vào đây, cho lá hành, rồi Phụng sẽ cho một muỗng cà phê, mà một muỗng lớn của cái cua, cái gạch cua đó, các bạn đó. Rồi sẽ cho một cái trứng vào đây luôn ha. Ở bên Việt Nam thì mình làm cua, còn bên đây thì làm cái thịt này để thay thế cái cua đó, các bạn. Còn cà thì mình sắc nhỏ nhỏ ra, mình sắc sao mà cho vừa ăn là được rồi ha. Thì đây là Phụng có hai trái cà, Phụng cắt vuông ra rồi cắt vuông trở lại. Còn củ cải thì Phụng sẽ cắt nhỏ 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 lại rồi mình bỏ vào ha. Cái này thì cũng rất là đơn giản ha các bạn, không có khó ha. Sau khi mà luộc được khoảng một tiếng thịt đã mềm rồi đó, thì Phụng sẽ vớt cái những cái đồ dơ, cái cặn á các bạn, mình vớt sạch ra ha. Rồi bây giờ thì Phụng sẽ cho, lúc nãy mà Phụng nó ướp cái thịt đó các bạn, rõ chưa, bây giờ thì nước sôi thì Phụng sẽ cho vào ha. Mình múc từng muỗng vào để cho cái hồi cái thịt nó sẽ thành cái cục á, giống như cái cục mà ở bên Việt Nam gọi là cua á các bạn, nó vậy á. Bên đây thì Phụng không có cua, Phụng nấu vậy ha. Rồi Phụng cho cà rốt vào luôn nha. Rồi cho cà vào luôn các bạn. Đó thì bây giờ thì chỉ có việc là mình chỉ chuẩn bị đi ăn thôi ha. Nêm một tí xíu, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mỗi gia đình là được ha các bạn. Thì Phụng sẽ nêm thêm tí xíu bột ngọt, tí xíu bột cà non, tí xíu đường vào nữa. Tại lúc nãy Phụng nêm thì vô cái thịt kia thì nó còn hơi nhạt á. Thì đây là cái nước mà mình nêm lại vừa. Rồi thì Phụng sẽ cho một cái trứng vào, một thêm một muỗng sốt, mà cái sốt cua á, để cho nó đậm đà đó các bạn. Đây Phụng cũng có một tí xíu huyết nữa đó, thì mình múc ra một cái tô, một cái chén, cái xô nhỏ vừa đủ ăn cái tô thôi. Bỏ tôm vào rồi mình bỏ cái đó vào, và mình bỏ hết những cái sốt này vào thì nhìn nó rất là hấp dẫn luôn ha. Và cuối cùng thì Phụng sẽ cho cái rồi bây giờ thì Phụng sẽ cho cái hành vào rồi mình chuẩn bị mình đi ăn thôi ha các bạn. Trời ơi nó rất là thơm luôn.
cái mùi thơm của cái trứng nè, với lại cái sốt cua đó rất là thơm luôn các bạn. Đó, và Phụng cũng cho cái chả ốc của lúc nãy mà Phụng đã mua, Phụng cắt ra Phụng bỏ vào. Bây giờ thì chỉ có bỏ ra tô rồi Phụng đi ăn thôi ha. Cái tô bún riêu của Phụng đã xong rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Còn bây giờ Phụng xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn vào clip lần sau nha. Bye bye.